cửa hàng hoa lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay từ bên hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một cái mặt hoa năm cánh trắng rất là đẹp cô chú. Và cái dòng này là năm cánh trắng Củ Chi. Và cái dòng năm cánh trắng Củ Chi này là hoa thực tế nở tại cửa hàng hoa lan của mình luôn. Và cái thì bên cái hàng bên con mới vừa lách được 4 cây trên thân và đã bắt đầu xuống rễ rất là khỏe rồi. Và giá của nó ngày hôm nay là rất là mềm, các cô chú mình về sưu tầm cho cô chú đây dòng năm cánh trắng Củ Chi. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ Quang Minh nằm ở phường 4 Tuyên Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con sẽ cho cô chú mình xem một số cái hình cây của dòng năm cánh trắng Củ Chi ngày hôm nay. Giá rất là mềm cho các cô chú mình về sưu tầm. Lưỡi rất là to nha cô chú, mặt hoa cực kỳ đẹp, năm cánh trắng Củ Chi. Và đây là cái hình cây năm cánh trắng Củ Chi đầu tiên nha cô chú. Và cây này thì con bán ra với giá tiền là 4 triệu các cô chú mình về sưu tầm và giá rất là mềm cô chú. Đây là dòng năm cánh trắng Củ Chi nè. Và thân này thì hiện tại nó vẫn còn đang đi ngọn nha cô chú, và rễ đã bắt đầu đang xuống rễ, chuẩn bị ấm chậu rồi. Và cái này nếu mà gửi hàng đi thì con có thể con sẽ bỏ cái chậu này ra, con sẽ lấy dưới con kẹp cái rễ này để cho cây mình không bị mất sức nha cô chú. Tại vì cái này con mới trồng lại thôi, nói chung là trồng lại được khoảng được 1-2 tuần và cây nó phát triển rất là tốt và con có đúng nhất là 4 cây. Đây là dòng năm cánh trắng Củ Chi nha cô chú, mã số đầu tiên đó là mã số 1. Và con bán ra cái cây năm cánh trắng Củ Chi này cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền của nó hiện tại là 4 triệu cho mã số 1 nha cô chú. Năm cánh trắng Củ Chi, mã số là mã số 1, giá tiền là 4 triệu. Cây rất là lực nha cô chú. Năm cánh trắng Củ Chi, mã 1, 4 triệu. Và kích thước hiện tại của cái cây năm cánh trắng Củ Chi ngày hôm nay thì bên cửa hàng hoa lan của mình con đang đo được là 7 cm, giá tiền là 4 triệu nha cô chú. Giá rất là mềm. Năm cánh trắng Củ Chi, mã số của nó đó là mã số 1, giá tiền là 7 triệu chẳng. Cây này rất là lực và nó không lỗi một lá nha cô chú, rất là đẹp. Năm cánh trắng Củ Chi nè, mã số là mã số 1 và con bán ra với giá tiền là 4 triệu cho mã 1. Rễ thì nó bắt đầu đang xuống rễ rất là nhiều. Năm cánh trắng Củ Chi nha cô chú. Cây này rất là lực rồi. Mã số là mã số 1, giá tiền là 4 triệu chẳng cho mã số 1. Năm cánh trắng Củ Chi. Bốn triệu cho mã số 1. Tiếp tục đây là cái kia năm cánh trắng Củ Chi và con đã lách ra mã số của nó đó là mã số 2 nha cô chú. Giá tiền của nó ngày hôm nay con bán ra là 4 triệu chẳng luôn. Rễ của nó đã bắt đầu đang xì rễ rất là khỏe nè cô chú. Đây. Đó. Đang xuống rễ rất là khỏe luôn và con bán với giá tiền là 4 triệu là giá rất là mềm nha cô chú. Đây là dòng năm cánh trắng Củ Chi. Mã số là mã số 2, giá tiền của nó hiện tại là 4 triệu cho mã số 2. Cây rất là lực nha cô chú, năm cánh trắng Củ Chi. Mã số là mã số 2, giá tiền là 4 triệu. Năm cánh trắng Củ Chi nha cô chú. Và kích thước của cây Củ Chi ngày hôm nay có hàng bên con đo được là gần 7 cm. Nói chung là sơ xuất nhau với tầm khoảng nửa cm nha cô chú. Cây rất là lực, năm cánh trắng Củ Chi nè. Kích thước chuẩn là khoảng mức là 6,5 cm, gần 7 cm đó. Mã số là mã số 2, giá tiền là 4 triệu chẳng. Và cái dòng này ngày hôm nay thì cửa hàng bên con chỉ có duy nhất là 4 cây thôi, không có hàng nhiều nha cô chú. Năm cánh trắng Củ Chi, mã 2, giá tiền là 4 triệu chẳng. Cây rất là lực, đã xuống rễ rất là nhiều nha cô chú. Mã số 2, 4 triệu. Đây con cho chúng mình xem rõ cái gốc của nó nè. Và do con mới trồng lại nên cái này đã bắt đầu đang xu chuẩn bị là xuống rễ nha cô chú. Và khi có hàng đi thì bên cửa hàng bên con sẽ bỏ cái chậu này ra, con lấy cái thân này nè và con sẽ kẹp dớn vô để cho cây mình nó không bị mất sức. Và đây là dòng năm cánh trắng Củ Chi và mã số là mã số 3. Và cây này thì nó nhỏ hơn kia mã số 1 và 2 nên cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 3 triệu nha cô chú. Năm cánh trắng Củ Chi này nếu mà cái thân như vậy tầm khoảng cỡ chừng năm trước thì giá nó rất cao. Năm cánh trắng Củ Chi nha cô chú, cây rất là đẹp. Cô chú nào yêu thích mặt hoa thì mua về mình sưu tầm. Giá tiền là 3 triệu nha cô chú, mã số là mã số 3, năm cánh trắng Củ Chi. Giá này còn đảm bảo với các cô chú là giá rất là mềm tại thời điểm hiện tại luôn á. Năm cánh trắng Củ Chi, mã số là mã số 3, giá tiền của nó là 3 triệu. Và kích thước của cái kia năm cánh trắng Củ Chi này con đo được là khoảng gần 4 cm nha cô chú. Mã số là mã số 3, giá tiền là 3 triệu, gần 4 cm. Năm cánh trắng Củ Chi, mã số 3, 3 triệu.
Và đây là kỳ Củ Chi mã cuối cùng nha cô chú, đó là mã số 4. Cô chú mình nhìn nè, rễ nó ra giá luôn, rất là đã nha cô chú. Kỳ nhìn rễ nè, rất là đẹp. Đã xuống rễ rất là khỏe. Và giá tiền của nó ngày hôm nay con bán ra với giá tiền là 3 triệu chẵn. Và mã số hiện tại đó là mã số 4. Và kích thước của cái kỳ mã số 4 này thì cửa hàng bên con đo được là 4 cm nha cô chú. Đây là 5 kích chân Củ Chi. Mã số là mã số 4, giá tiền là 3 triệu chẵn để cho các cô chú mình về sưu tầm. 5 kinh trắng Củ Chi, mã số 4, giá 3 triệu nha cô chú. Mã số là mã số 4, giá 3 triệu chẵn, đây là dòng 5 kinh trắng Củ Chi. Cây này thì vẫn còn đang đi ngọn nha cô chú, đang xuống rễ rất là nhiều nè. 5 kinh trắng Củ Chi và mã số là mã số 4, giá tiền là 3 triệu để các cô chú mình về sưu tầm. Và ngày hôm nay cửa hàng bên con chỉ đúng nhất là 4 kỳ thôi, không có hàng nhiều nha cô chú. Đây là dòng 5 kinh trắng Củ Chi nè. Và con sẽ cho cô chú mình xem lại cái mặt hoa của nó. Số điện thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ ở phường 4, Tuyến Chánh, Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan Hương Mai xin chào cô chú, đây là dòng 5 cây trắng Củ Chi.